Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh bán hàng của em. Thì hôm nay em đem video nhân dịp ngày lễ ha, nghỉ ở nhà cho nên em đem video. Video ngày hôm nay bán thì giá bình dân hơn em mọi người. Ok, mã đầu tiên ha. Mã đầu tiên đây là một con Sanduku của K nha, khẩu đúc nha. Ở bên logo bên đây nó hơi mờ nha mọi người. Đó, mọi người nhìn thấy rõ hơn nào đó, em chỉnh cho được gần hơn. Khẩu đúc nha, cán còn rất là đẹp luôn. Lưỡi là 17, bán rộng 4,5 và độ dày của nó là 2 ly. Mã số 1 bán giá 300 ha. Mã số 1 300. Mã số 2, đây là cũng một con Sanduku luôn, cũng khâu đúc luôn. Con này thép 3 lớp luôn nha mọi người. Đây lớp này mọi người nhìn ha. Đó, cái lỗi nó đây. Bên này nè, nhìn bên này rõ hơn. Đây chữ nó khắc đẹp nha mọi người, khâu đúc ha, cán cũng còn đẹp luôn nha. Lưỡi là 16,5, bản rộng 4,3 và độ dày nó là 2 ly và mã số 2 này bán giá là 330.000 nha. Mã số 3. Đây cũng là một con Sanduku, con này cũng 3 lớp nha mọi người. Này hãng thì em biết ha, Toho ha mọi người. Con này thì ốp full tang nha, không phải là khâu đúc ha. Lưỡi 16,5, bản rộng 4,2 và độ dày của nó là 2 ly. Nè, lỗi tới sóng nè. Mã số 3 bán giá 300 ha. Số 4, đây cũng là một con Sanduku luôn. Con này cái hãng này rất là quen thuộc nhưng mà quên nè. Này. Và con này là lỗi carbon nha mọi người. Nãy giờ em quên giới thiệu. Hai con đầu là không rỉ, có con thứ ba là lỗi rỉ nha mọi người. Con này cũng lỗi rỉ, lỗi carbon nha. Hai con kia là ốp không rỉ, lỗi không rỉ luôn. Ốp full tang. Lưỡi 16, bán rộng 4,3 và độ dày của nó là 2 ly. Mã số 4 bán giá 300 ha. Cho con này. Khá đẹp ha. Giá này là bình dân vậy cho mọi người xài ngon à. Con này thì cũng cùng hãng với con đó luôn nhưng mà là khâu đúc nha mọi người. Con này lưỡi, con này nè mọi người nè, khâu đúc ha. Cán còn rất là đẹp luôn. Đây. Con này cũng lỗi rỉ luôn nha mọi người. Lỗi rỉ ha. Khâu đúc con này khá ngon nè. Lưỡi 16, bán rộng 4,2 và độ dày của nó là 2 ly. Mã số 5 bán giá 350 nha. Lên tới sóng luôn nha mọi người. 350. Con này thì nó hơi bị xước nha mọi người. Nó xước xước nè. Xước của này cũng độc ha. Khâu đúc nha. CH 700. Con này CH 200. Mã số 6. Đây là một con Gyuto ha. Con này ốp full tang nha mọi người. Cán này là cán nhựa nha. Chữ đây nha mọi người. Con này 3 lớp luôn nha mọi người. Em thấy con này không có rỉ nha. Chữ khắc khá đẹp ha. Con này chữ khắc khá đẹp. Lưỡi 18, bán rộng 4 và độ dày của nó là 2 ly. Và mã số 6 này bán giá 320 nha. Con này là Gyuto nè, cái dáng này dáng Gyuto nha. Mã số 6 bán giá 320 nha. Lưỡi tới 18. Mã số 7. Đây là một con Sanduku luôn, con này 3 lớp luôn, lỗi không rỉ luôn. Chữ khắc bên đây nè, mặt bên đây và mặt bên đây luôn. Ốp full tang. Lỗi nè. Lưỡi 16,5, bản rộng 4 và độ dày của nó là 2 ly. Mã số 7 bán giá là 300 nha. Mã số 7 300. Lưỡi nó 16,5 ha. Cũng Sanduku luôn. Số 8. Đây là một con này là cái dáng này dáng Gyuto nha mọi người. Gyuto. Này đặt lưỡi 18. Đúng rồi. 3 lớp luôn nha mọi người. Không rỉ luôn. Em thấy là không rỉ nha. Con nào mà rỉ, 3 lớp mà rỉ thì em nói rỉ ha. Lỗi nè. Cái con này cái cán ngay góc này nó dày lắm nha. Lưỡi là 18, bản rộng 3,7 và độ dày của nó là 2 ly rưỡi nha mọi người. Mã số 8 bán giá 320. Chữ nó đẹp ha. Mã số 8 320. Mã số 9. Đây là một con Sanduku. Con này thì là hàng thủ công nha mọi người. Tép 3 lớp luôn. Em thấy lỗi của nó là không rỉ luôn nha mọi người. Không, như lỗi nó hơi rỉ nha mọi người. Lỗi hơi rỉ nha. Con này em tra không được hãng nha. Em chỉ dịch được hai chữ này là thép cực tốt thôi. Và đặc biệt cái nó sử dụng là cán gỗ hồng và khâu là khâu ổn định nha mọi người. Mấy con thông thường mấy con này rất là tốt nha. Mã số 9 này là lưỡi đó là 16,5, bản rộng 4,2 và độ dày của nó là 3 ly và mỏng dày trên mũi là còn khoảng 1 ly ha. Và mã số 9 này bán giá 620 nha. Em nhắc lại là cái cán của nó là gỗ hồng và khâu là khâu gỗ ổn định. Thường mấy cái cán này giống như sử dụng trong mấy con dao mà lỗi thép rất là tốt và hãng tốt rồi mọi người. Giống như con Takeda hồi xưa em bán á, cũng là gỗ hồng với lại khâu là khâu ổn định luôn. Mã số 9, 620, lưỡi 16,5, bản rộng 4,2 và độ dày của nó là 3 ly, mỏng gì mũi còn 1 ly ha. Mã số 10. Mã số 10 đây là một con Hirotomo. Đây mọi người nhìn nè.
Con này khá đẹp luôn, khâu đúc luôn ha. Lỗi nó đây ha. Đây. Con này không còn gì chơi hết. Cán ốp full tan. Ê lộn, khâu đúc chứ lộn. Đây. Lưỡi là 18, con này ghiêu to mọi người, lưỡi 18 bán rộng 4,3 và độ dày của nó là 2 ly. Lỗi nè. Khá bán á. Con này em có mài sơ rồi, chưa mài bén lắm. Mã số 10 bán giá 850 nha. Rồi, tên Nakari ha. Nakari, con này là hàng thủ công ha. Này là khâu nhựa nha mọi người, khâu nhựa. Cán của nó còn đẹp ha. Và con này là ba lớp nha, ba lớp ha. Chữ khắc đây mọi người, đây, chữ nó đây. Và cái đen đen này là cái của nó nha mọi người. Cái chống dị rỉ của nó đó. Lưỡi là 16, bản rộng 5,3, bản rộng rất rộng nha mọi người. Bản rộng 5,3 và độ dày của nó là gốc cán là gần 4 ly nha. Mỏng gì trên mũi là còn 1 ly ha. Và mã số 11 này bán giá 330 nha cho con Nakari này. Nè, lỗi nó nè mọi người nhìn nè. Đó. Nakari này. Này là nguyên dòng khắc thủ công nè, không biết chữ gì đây. Số 12 con Nakari này đặc biệt là ba lớp luôn, nhưng mà là ốp không rỉ, lõi không rỉ luôn nha. Ốp không rỉ nè, lõi không rỉ luôn. Đây. Khâu nhựa nha. Lưỡi là 16, bản rộng 5,2 và độ dày của nó dày gốc cán là 3 ly và mỏng dày trên mũi còn 1 ly nha. Con này khá đặc biệt là ốp không rỉ và lõi không rỉ luôn. Mã số 12 bán giá 420 nha. Mã số 13 đây là một con Nagri luôn, con này Sky của hãng Kai á mọi người. Đó, con này còn rất là đẹp luôn mà con này nặng nha mọi người, đầm tay lắm. Con này băm băm nhẹ nhẹ cũng được nữa nè. Cán cũng còn đẹp luôn. Lưỡi là 16,5, bản rộng 5,3 và độ dày gốc cán là 3 ly, mỏng dày trên mũi là còn 1 ly rưỡi nha. Con này 1 ly rưỡi nè. 3 lớp luôn nha mọi người. Cái này là cái râm đen của nó còn luôn nè, mọi người nhìn nè ha. Đây, chữ của nó đây. Seki Maguru Magoruku hả? À, nguyên khắc nguyên nhầm đây này. Mã số 13 bán giá 350 nha. Đây, còn cái cuối cùng của Nakari con này là thép xanh nha mọi người. Đây, thép xanh đây. Nè. Là hai chữ trên đây rồi đây là sử dụng thép xanh nha. Và con này tiếng cái á, là nó bị thép xanh á, nó bị hơi rỗ tí xíu ngay góc đen nha mọi người. Rỗ ngay góc đó thôi. Nè, em đưa cho mọi người kỹ nha. Còn cái nước râm đen nó là còn y nguyên luôn nha. Nước râm đen nó là còn y nguyên luôn, không nhựa. Và cái tem nó trên tem trên lọt trên cán nó còn tem đi luôn nè. Lưỡi là 16,5, bản rộng 4,9 và độ dày của nó là gốc cán là 3 ly và ống trên mũi là còn 1 ly ha. Con này tiếc một cái này là đây nha. Và sử dụng thép giấy xanh nha mọi người. Nhìn này nha. Đây. Rồi mã số 14 này bán giá 550 nha, do nó bị lỗi cái đây bán 550 ha. Chứ không thường mấy con xanh mà còn đẹp gì phải bán 650. Rồi bây giờ là tới đề 3 ha. Đề 3 ha, đây là đề 3 làm cá. Con này là dòng bình dân nhất, là em bán nhiều nhất là dòng đề 3 15 xăng á, mọi người mua rất là nhiều. Đây là một con đề 3. Lưỡi của nó là 15, bản rộng 4,5 và độc gốc cán nó là 8 ly nha. Này và con này đề 3 này đẹp nha. Mà sao cũng đẹp luôn. Mã số 15 bán giá 400. Nó cái cán trên cán của nó đó có cái tem mà. 400 đề 3. Cũng là một con đề 3 luôn. Đề 3 này là khâu inox nha mọi người. Con này inox. Mấy con này em đang tháo cán ra để vệ sinh với lại bảo quản đó nha mọi người. Đây. Chữ nó đây nha. Mặt sau nó đây. Mặt sau nó đẹp ha. Không rỉ rổ gì hết. Khâu này là khâu inox ha. Cái này em sẽ vô keo ha. Lưỡi nó cũng là 15. Quên nữa. Cái cán của nó có cái còn cái tem nhỏ này. Lưỡi là 15. Bản rộng 4,5 và độ dày cũng 8 ly nha. Và mã số 16 này em cũng bán giá 400. Mã số 17, mấy con này còn tem trên cán hết rồi. Đây, cũng khâu nhựa nha. Đây, chữ nó đây nha. Lưỡi nó đây. Mặt sau nó đây. Không rỉ rổ gì hết. Ở cái phần này là cái phần trong tan lộn, em nhầm, xin lỗi. Cái này là cái phần ở trong cái cán của nó nha mọi người. Trong cái cán đó nha. Chưa có đóng vô hết á. Lưỡi là cũng 15, bản rộng 4,5 và độ dày con này chỉ có 7 ly thôi. Mã số 17 này bán giá 400. Tùy mọi người lựa chọn nha, đều bằng giá tiền 400 hết. Con này chữ này giống giấy trắng á, nhưng mà không phải ha. 400. Số 18 cũng là con đề 3 cuối cùng. Con này thì khá to hơn mấy con kia tí xíu. Đây.
không nhựa nha mọi người, chưa đóng hết cán vô nha. Lưỡi của nó là 15,5, bản rộng 4,8 và độ dày của nó là 8 ly ha. Và mã số 18 đang bán giá 430 ha. Con này thì nó to hơn hai con kia tí, bán 430. Mã số 9, đây là một cái lưỡi Yanagiba nha. Cái lưỡi này thì nó hơi rỉ nha mọi người. Chữ nó đây nha. Đây. Bị đây một chút xíu nhưng mà do em để á, em đánh bóng lại nha. Có mặt sau nó xấu nha, con này mặt sau nó xấu em nói luôn. Nó xấu nhất lỡ khúc này thôi. Còn ngoài ra thì mấy kia nó ám ám thôi. Nó chỉ xấu nhất khúc này thôi. Lưỡi của nó là 22, bản rộng 2,8 và độ dày của nó là 3 ly gốc cán nha mọi người. Mã số 19 nó bán 250 cho cái lưỡi này nha, 250. Em ơi, đây là cái lưỡi rất là đẹp nha mọi người, lưỡi rất là đẹp. Chữ nó đây nha. Đây, mặt sau nó cũng rất là đẹp luôn, mặt sau nó là như mới luôn. Nè, lưỡi con này tới 24,5 lận. À, bản rộng của nó là 2,7. 2,7. À, vân lưỡi của nó còn nhiều nha mọi người. Và độ dày của cán của nó là 4 ly nha mọi người. Và mã số 20 bán giá 550 nha. Đó, lưỡi nè. Về mọi người lấy cái cán đóng vô ha. Thì ai mua cán của em thì về tự làm vô. Rồi giờ này em cũng hơi mệt làm cán vô ha. Chuyện nữa đây. Sao? Em đang gói trong cái giấy này ha, để cho nó chống rỉ mọi người. Hôm thường cái giấy này nó cũng bảo quản tốt mấy cái rau dâu rỉ á. Đó. Rồi mã số 20 này 550 nha. 21, đây là một con Betty của Global, dòng này là dòng GSF nha mọi người, GSF 24 nha mọi người. Đây. Con này nó hơi bị ám ám đây chút xíu nha, em đánh bóng lại hết cho mọi người nha. Con này đặc biệt cái dòng này là dòng nó khẩu đúc, có đốt nguyên cán luôn nha mọi người. Nặng lắm. Lưỡi con này là 15, bản rộng 2,3 và độ dày của nó là 3 ly. Và mã số 21 bán giá 300. Cái phần này là bị ám ám này nè. Có cái nó hơi bị lỗi tí xíu ngay góc này nè. Còn cái phần này là bị ám nè. Em sẽ đánh bóng này ha. Còn mặt bên đây thì không có gì hết luôn. 21, 300. 22. Đây là một con cắt bánh mì, cắt bánh mì răng cưa G19 phải. Đúng, G9 chứ lộn, em nhầm, G9. Đây. Cắt ngoài cắt bánh mì mọi người còn cắt thịt đông nữa nha, thịt đông cắt cực kỳ ngon thịt đông nha. Đã lắm. Lưỡi 22, bản rộng 3 và độ dày của nó là 2 ly. Số 22 bán giá 240. 23, đây là một con kêu gọi là con sashimi hai mặt nha mọi người, nhưng mà con này cũng tay trái nha mọi người. Nè, Global Pro rồi là GP12 nha. Và con này nó bị lỗi là bị ám mọi người. Đây nè, một cái đây nè, hai cái bên đây, còn mấy trên đây nó bị ám ám nha. Đó, nó bị lỗi vậy nè. Cán của nó thì rất là đẹp nha, xui ha. Con này nó xui cái nó bị ám cho nên nhiều. Nhưng mà đặc biệt nó còn logo nha mọi người, GP12 Global Pro. Nè, con này tay trái luôn nha. Thì mã số 23 này bán 370 nha. Do nó bị lỗi như vậy bán 370. Đây cũng là một con tay trái luôn, cũng là Global Pro luôn. Dòng cái kia là dòng hai mặt, con này là dòng một mặt nè, Global Pro. Logo hơi mờ nha, nó bị ám ở đây nha mọi người. Tay trái luôn nha. Mặt sau con này thì ok, đỡ hơn con kia. Cán của nó đây. Lưỡi là 24,5, bản rộng 3,3 và độ dày của nó là 2 ly rưỡi. 24 bán giá 500. Này tay trái nha, hai con đều tay trái. Con này là hai mặt nè. Còn con kia một mặt. Ai muốn lấy con nào tay trái thì con nào cũng được. 25 là em bán cho bộ nha. Bữa có mấy bộ thì bán hết rồi, nay em soạn được mấy cái bộ mà nó còn ấy thì em lên nha. Đây là một bộ, này là G2, gồm có cây G2 nha mọi người. G2 là dòng phổ thông quá rồi. Thì cái con này nó, mấy con này nó hơi bị lỗi tí xíu rồi nè, cho nên em bán cặp với lại Betty nha. Thì đợt trước cũng vậy thôi. Đó, cán đẹp ha. Và con này là con dao trái cây nha, nhìn giống dáng cũng Nakri nha mọi người. Và con này nó bị lỗi, nhưng mà em thấy nó lỗi gì hết, mà nó còn khá đẹp lắm nha. Không có logo nha mọi người, không logo. Cặp này em bán 420 nha, 420. Nhưng mà em sẽ đo sơ, thì G2 thì quá quen thuộc rồi, rất là nhiều, xưa giờ em bán rất là nhiều. Đem cũng đo luôn, lưỡi của nó là 20,5. À, 20. Bản rộng của nó là 4,2 và độ dày của nó là 2 ly ha.
Còn con Betty nhỏ này giống Nagiri thì lưỡi của nó là 13 nha mọi người. Bản rộng của nó là 3,7 nha, dày cũng 2 ly luôn. Rồi cặp này em bán là 4,2 nha, số 25. 26. Đây là một cặp của Global Ucon nha. Ucon ha. Đây, cặp này Ucon nha, còn logo luôn nha. Con này thì con này nó bị lỗi bên đây nha mọi người. Rồi bên này nó máu bên đây nè. Nó máu hơn đây tí xíu nữa. Thì con này dòng chép nha. Lưỡi của nó là 20,5 thì phải. Em nhớ. Đúng rồi, gần 20,5 ha. Bản rộng của nó là 4,2 và độ dày của nó là cũng là 2 ly luôn. Còn con nhỏ này là một con Betty mà kêu dòng là Buckring gì đó, khu dòng của bộ. Thì con này nó bị lỗi đây nè mọi người. Nè, đó, bị chút xíu đây nha. Đây nó cũng bị chút nữa nè. Và con này nhỏ nhưng mà dày lắm nha, dày lắm. Mấy con này lọc hào ngon. Mấy làm đồ nặng cũng ngon. Lưỡi con này chỉ có 8,5 thôi nha mọi người, 8,5 thôi. Bản rộng của nó là được 2 và độ dày của gốc cán nó 3 ly nha. Nhỏ có nhiêu đây mà dày hơn con lớn nhiều nha. Rồi cặp 26 bán giá 550 nha. 27 là một cặp luôn. Cặp này thì có logo đầy đủ luôn. Và con này là con GF3 nè. GF3 và con này là G3. Như chung luôn, GF3 với con G3 hai con đều có logo nha. Và nó bị lỗi con này, con Betty này nó lỗi ngay trên sóng tí xíu nha. Không ảnh hưởng gì đâu nha. Nó chỉ bị lỗi bên đó thôi, còn ngoài ra nó đẹp ha, cán cũng vậy. Con này thì nó bị ám nghe nè. Rồi đem đo sơ cái con dài của nó là G3, lưỡi là 20,5 luôn. Bản rộng của nó là 3,9, dày 2 ly. Còn con Betty nhỏ này thì lưỡi là 13 nha, lưỡi 13. Bản rộng của nó là 3 và độ dày 2 ly luôn. Con này lưỡi 13, con này lưỡi 20,5 ha. Đó, cặp này em cũng bán, cặp này thì nó hơi xấu đi xíu em bán 400 ha. Cặp 400. Rồi, hôm nay có viên đá ha. Cái viên này thì em mua lâu lắm rồi. Này là em mua của Tấn Diệu, nếu mà ai đã biết, ai mà mua dao á với lại mài dao nhiều thì sẽ biết cái kênh Tấn Diệu bán chuyên đá mài ha. Và cái viên này em mua là lúc mà mới vừa mà xong cái độ mịn 6.000 á, là em mua lâu lắm rồi nhưng mà em không có sử dụng tới nè. Đó, này là dòng này là Super Finish XS Max 2 nha. Là cái dòng này rất là đặc biệt, tức là nó rất ít mòn. Và cái từ em mua về em chỉ đúng mà, tại vì 6.000 thực sự mà nói thì không có mài nhiều, không có mài nhiều, mài 3.000 không mà liếc sơ sơ lên đó bén rồi. Giờ em để đó tính giờ luôn nhưng mà không sử dụng, nên em lấy ra, em mới vừa ngâm nước cách đây mấy bữa để cho nó đừng có bị ấy, cho nên đem ra bán ha. Nè mọi người nhìn nha. Này là dòng, cái này nó nói luôn đây là của Việt Nam còn mình của mình nha, Super Finish. Và đặc biệt cái này, dòng này mài khá tốt nha, cực kỳ ngon nha. Rất ít hao đá luôn mà rất là mịn luôn nha. Này tô mịn của nó 6.000 luôn nha. Thì cái này em cũng giới thiệu nói là đó em mua của Tấn Diệu luôn nha mọi người. Đó, cho mọi người nè, dòng này là keramic nha mọi người, rất cứng và không có bị mòn đá nhiều nha. Này cục này nếu mà ai mua về mài bén, mà ai mà em muốn mài mà siêu bén á, lên 6.000 thì mua cục này về ăn thép cực kỳ ngon luôn. Em chỉ có mài đúng vài lần thôi, tại vì em mài 3.000 là hết rồi. Đá này á, dài là 21, bản rộng của nó là 7,3 và độ dày của nó là 2,4. Không có, em chưa có xài mà mòn đó một miếng nào luôn nha. Nhìn nha, để ở đây vậy luôn nha. Rồi số 28 bán giá 400 nha, 400 nha. Rồi lúc trước mua trúng mua tiền ship 600.000 nha. Em nè, bây giờ em bán lại 400 ha. Rồi, nay chỉ còn có mấy về bộ cán dao. Này là gỗ mun nha, gỗ mun nha mọi người. Này là mun sừng nha. Này là cán dao không có khâu nha mọi người. Thì mọi người về có thể làm tra cho bất cứ con dao nào cũng được. Đề ba Santoku, Gyoto hoặc là mấy con dao gì đó tùy ý. Thì nó rất là dễ, do nó không có khâu á, cho nên mọi người đóng đấm vô cũng không có bị cắt khâu ha. Thì đem đo cái cán của nó, cái cán này dài của nó rơi vào khoảng 13,4 nha mọi người. Đây, ba cái ha, mun sừng hết luôn nha. Thì ba cái em bán combo ba cái lần là 240.000 nha, 240.000. Khá đẹp nha. Rồi mã cuối cùng đây là một cái cặp cán gỗ mun khâu sừng nha mọi người. Cán này là cán gỗ mun khâu sừng.
lòng khâu hết nha mọi người, lòng khâu hết. Cặp này thì em bán là 250 nha. Độ dài của nó cũng bằng tương đương với cái kia luôn, chỉ có khác một cái là nó không có khâu hơn nha. Cặp này em bán 250 nha. Rồi, mọi người xem kênh ủng hộ kênh của em bằng cách like và subscribe kênh giúp em nha. Chốt hàng hãy nhắn tin qua số điện thoại hoặc Zalo của em nha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo ha.